Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm của Ngài Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, nhất là minh chứng cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai tốt đẹp vì sự hợp tác phát triển giữa hai nước, hai dân tộc, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp. Cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị. Ngài Sébastien Lecornu bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội hai nước. Tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trên cơ sở tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp giai đoạn 2018-2028 và thỏa thuận về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp sửa đổi, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, các cơ chế đối thoại, tham vấn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, quân y, chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương. Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, hai bên tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, thủy đặc, công nghiệp quốc phòng, trao đổi chiến lược, chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương. Hai bên tích cực trao đổi để sớm đạt được thống nhất về chương trình hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp giai đoạn 2025-2028. Về phần mình, Bộ trưởng Sébastien Lecornu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, đồng thời nêu bật tầm quan trọng hợp tác chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước. Bộ trưởng Sébastien Lecornu bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Năm 1982, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, hướng tới bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu quả, thực chất. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Sébastien Lecornu đã ký ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp.